Chào các bác, đây là đồng hồ của bác Tuấn, cũng cùng họ với em ở An Giang gửi cho em. Đấy, số điện thoại cuối là 40416 là gửi cho em. Đây là cái hộp hàng của bác ấy. Đấy, lót. Thì đồng hồ của bác là cái đồng hồ Ben Rudd. Hiện tại nó vẫn đang chạy, nhưng mà lúc chạy nó không chạy các bác ạ, lúc chạy nó không chạy đấy, vừa nó chạy nhưng mà bây giờ nó không chạy, đúng không? Em lắc một tí xem có chạy không. Đấy, lắc một tí là vẫn chạy thì các bác đó. Rồi em sẽ tháo đồng hồ này ra. Đồng hồ này ngon đây, có một cái chỗ khuyết để tháo đây các bác. Các bác cần thì liên hệ em số Zalo này nhé. Các bác vào Zalo ở phía trên có chữ tìm kiếm ấy, các bác đánh số điện thoại của em vào là ra Zalo của em. Đó. Thì cái này chỉ cần mình lấy cái con dao, mũi dao để tách đấy, nhẹ phát là ra này, đúng không ạ? Đấy, rất là nhẹ nhàng là ra. Đấy, đây là cái đồng hồ của bác này. Đồng hồ này khá là đẹp, đúng không ạ? Bác cái đọc qua cái Zalo của bác ấy, thì bác bảo là đồng con đồng hồ này thì là có một đặc điểm đó là chạy rất là nhanh, quá nhanh luôn đó. Đó, may mà bác ấy nhắn tin Zalo cho em đó. Đấy, và cái này các bác nhìn thấy cái bán Việt tự động nó hơi kêu xoẹt xoẹt đấy, xoẹt xoẹt đúng không? Xoẹt này tức là cái tự động của nó bị dơ nhiều nên là nó quẹt vào đây, nó gây ra hiện tượng kêu xoẹt xoẹt đấy. Đó, thấy không? Đó. Đó, nó kêu xoẹt xoẹt các bạn thấy không? Đó. Còn cái bệnh mà tóc chạy chạy rất nhanh là do tóc này các bác nhé. À, tóc này. Chạy quá nhanh luôn là do tóc. Đây là hiện tượng là rối tóc các bác nhé. Rối tóc. Đó. Vậy thì hiện tượng rối tóc này ấy, thì cái dòng đồng hồ này ấy, thì là có thay tóc khác thôi, thay tóc khác này các bạn. Đấy, và trong quá trình làm thì em sẽ tháo ra lau dầu luôn con này cho nó yên tâm. Đó, cái này của bác khá là đẹp. Đấy, nhưng cái mặt của nó đang hơi bị ố này, mặt hơi bị ố này. Đấy, chắc là do bị nước vào nên là nó bị ố ố vàng. Đấy, đồng hồ khá là đẹp đúng không ạ? Đó. Đấy, em nhìn qua cái tóc chạy em biết là tóc của nó bị rối và rối rất là nặng. Đó. Đây là cái bệnh của cái đồng hồ này. Vậy em nhận ra em phải lấy giờ đó. Em sẽ lấy giờ hiện tại để em theo dõi xem là mức độ nó chạy nhanh chậm như thế nào, đúng không ạ? Con đồng hồ đang chạy này em chưa làm vụ đâu, thường thường là thế. Đây, lấy giờ rồi em sẽ theo dõi. Rồi, chào các bác.